Rượu vang đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch. Rượu vang là thức uống được sử dụng kèm theo trong những bữa ăn, nhất là rượu vang đỏ với nồng độ cồn không quá cao và mùi vị rất dễ sử dụng. Theo các nghiên cứu trên thế giới, rượu vang đỏ tốt cho tim mạch và có chứa những chất có tác dụng bảo vệ tim mạch của con người. Rượu vang đỏ tốt cho tim mạch một số quan niệm cho rằng khi bị bệnh tim mạch thì không được sử dụng rượu dù chỉ là một lượng ít nhưng quan điểm này là hoàn toàn không chính xác. Theo những nghiên cứu khoa học, uống rượu vang đỏ trong những bữa ăn của chúng ta với một lượng vừa đủ sẽ mang đến những ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe tim mạch. Theo những chuyên gia, chúng ta nên uống 2-3 ly rượu vang mỗi ngày, đặc biệt là rượu vang đỏ vì nó có chứa các chất chống oxy hóa nên sẽ bảo vệ được mạch máu và tim mạch của chúng ta. Bảo vệ niêm mạc mạch máu Rượu vang đỏ tốt cho tim mạch vì nó chứa chất chống oxy hóa là polyphenol với khoảng 2.000mg, 6000 mg trên 1 lít rượu. Những polyphenol có hoạt tính sinh hoạt cao là flavonoid và resveratrol là những chất có tác dụng chống lại những gốc tự do và bảo vệ nội mạc thành động mạch. Đồng thời, những chất này cũng làm giãn mạch máu não để gây những ảnh hưởng tích cực lên lưu lượng máu và giảm thiểu nguy cơ tim mạch. Giảm cholesterol xấu Diovaetetrol trong rượu vang đỏ có tác dụng giảm kích thước và tốc độ phân chia của LDL là một loại cholesterol xấu tích tụ trong mạch máu gây hẹp lòng mạch máu. Do đó, Diovaetetrol cũng góp phần làm giảm khả năng sơ vỡ động mạch. Chất chống oxy hóa Diovaetetrol không những có trong nho làm rượu vang đỏ tốt cho tim mạch mà còn xuất hiện trong những loại trái có màu đỏ và tím như dâu, mâm xôi và việt quất. Tăng cholesterol tốt. Trong rượu vang đỏ, phytochemical là chất có khả năng làm tăng lên HDL là một loại cholesterol tốt cho tim mạch chúng ta. HDL tăng lên sẽ giảm tình trạng sơ vỡ động mạch. Ngăn ngừa hình thành huyết khối Chất flavonoid trong rượu vang đỏ có tác dụng ngăn ngừa quá trình hình thành những cục máu đông nên sẽ giảm được sự kết dính tiểu cầu. Cơ chế này cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ. Tác dụng của chất này cũng tương tự như một loại thuốc chống tạo huyết khối gây tắc mạch được sử dụng trong điều trị tim mạch là aspirin. Rượu vang và bệnh tim Vì rượu vang, nhất là rượu vang đỏ có những chất tốt cho hệ tim mạch nên rượu vang và bệnh tim có mối quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó sẽ tích cực khi chúng ta sử dụng một liều lượng vừa phải với nồng độ cồn phù hợp, bệnh tim mạch lúc đó sẽ được cải thiện. Nhưng nếu dùng quá nhiều thì rượu vang và bệnh tim sẽ là mối quan hệ tiêu cực, không những có những tác dụng xấu đến bệnh tim mạch mà còn ảnh hưởng đến những phần khác của cơ thể gây những bệnh khác. Theo nghiên cứu, những người lớn tuổi và phụ nữ nếu uống nhiều hơn 200 ml rượu vang ngày thì có khả năng mắc bệnh tăng huyết áp nhiều hơn người không sử dụng rượu vang. Đối với những người uống 600 ml, 800 ml rượu vang ngày sẽ tăng huyết áp tâm thu 9.1 mmHg và tăng huyết áp tâm trương 5.6 mmHg hơn những người không uống. Rượu vang và bệnh tim mặc dù có những quan hệ tích cực trong việc chống oxy hóa và bảo vệ hệ tim mạch, vẫn tồn tại những ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch và toàn bộ cơ thể. Nếu sử dụng hợp lý và đúng chỉ dẫn thì rượu vang đỏ tốt cho tim mạch, nhưng nếu quá liều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Vì vậy cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng rượu vang, nhất là những đối tượng đang bị bệnh lý tim mạch. Daily wine. Rượu vang uống hàng ngày.